Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa Tập 19. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 34, hàng thứ 5. Chúng ta xem đề kinh. Chữ thứ 2 là thuyết. Thuyết là duyệt, là duyệt sở hoài. Tâm nguyện của Phật là độ chúng sanh. Nay chúng sanh cơ hội thành thục, có thể tiếp nhận đại pháp tịnh độ, cứu cánh giải thoát. Nay vì vui thuyết, để sướng bổn hoài. Hai chữ phía trước của đề kinh, hàm nghĩa của nó có thể nói là sâu rộng vô hạn, cùng với hai chữ Phật thuyết của trong kinh Đại Tiểu Thừa khác, ý nghĩa và cảnh giới của nó cũng khác nhau. Chỉ có bộ kinh này là cứu cánh viên mãn. Phần trước đã trình bày cho quý vị rồi, chữ Phật ở chỗ này không chỉ là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đề kinh của những kinh điển khác cũng có hai chữ Phật thuyết, đó đều là chỉ cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có Tịnh Độ Tam Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hai chữ Phật thuyết trong đề kinh của ba bộ kinh này là nói tất cả chư Phật sở thuyết. Cho nên cùng với những đề kinh thông thường, ý nghĩa của nó khác nhau. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật sở thuyết, mà là tất cả chư Phật đều thuyết. Thuyết là ý nghĩa hoan hỷ, là hỷ duyệt. Duyệt cùng với lạc khác nhau. Duyệt là từ trong nội tâm sanh khởi, lạc là từ cảnh giới bên ngoài. Tâm ý theo cảnh giới bên ngoài thì cảm thấy rất khoái lạc, khi cảnh giới rời khỏi thì không còn khoái lạc nữa. Sự khoái lạc này là từ bên ngoài đến, còn duyệt là từ trong nội tâm phát ra. Cho nên ý nghĩa của nó khác nhau. Duyệt sở hoài tức là trong tâm của Phật vô cùng hoan hỷ. Việc gì mà hoan hỷ vậy? Tâm nguyện của Phật duy nhất là độ chúng sanh. Sự nghiệp của Phật chẳng có gì khác, tức là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là sự nghiệp của Phật. Đã thành Phật, thành Phật thì làm việc gì? Thành Phật rồi thì phải độ chúng sanh. Nhưng căn tánh của chúng sanh không đồng, duyên phần của chúng sanh cũng khác nhau.
Phật có trí huệ, có khả năng giúp cho chúng sanh. Chúng sanh có tiếp nhận hay không? Chúng sanh có phải là căn khí này hay không? Cái duyên có thành thục hay chưa? Những nhân tố này đều rất quan trọng. Cho nên Đức Phật vì chúng sanh thuyết pháp, chúng ta thường thường thấy được trong kinh cái gọi là tam thừa thuyết pháp và ngũ thừa thuyết pháp. Những phương thức thuyết pháp này, bởi vì căn tánh và cơ duyên của chúng sanh đều chưa thành thục, cho nên phải mất thời gian lâu dài để bồi dưỡng họ, để ung đúc họ. Nhưng nghiệp lực của chúng sanh không thể nghĩ bàn. Cái nghiệp lực này không phải một đời tạo, mà là đời đời kiếp kiếp vô thủy cho đến ngày nay. Tuy rằng Phật vô cùng nhiệt tâm chỉ dạy cho chúng sanh, hy vọng chúng sanh sớm một ngày có thể thoát ly biển khổ, nhưng vì nghiệp lực của chúng sanh rất nặng, thường thường bị nghiệp lực lôi kéo thì không thể tu học, cũng như thầy giáo dạy học, học sinh trốn học, không chịu tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy giáo. Vì vậy, người phàm phu tu hành thành Phật phải mất thời gian rất dài. Chúng ta thường thấy được trong kinh nói ba đại A Tăng kỳ kiếp và vô lượng kiếp. Vì sao phải mất thời gian dài như vậy? Vì bên trong đã bao gồm thời gian trốn học. Nếu như chúng sanh ngoan ngoãn tu học, không trốn học, thì không cần mất thời gian dài như vậy. Chúng sanh mà bỏ trốn, thời gian bỏ trốn thì là rất dài, thậm chí không biết bao nhiêu kiếp mới trở về. Cho nên Phật tại trong kinh thường nói, thật là kẻ đáng thương, rất là đáng thương. Phật tuy thương xót chúng sanh, nhưng cũng chẳng có cách nào, cũng giúp không được. Cho nên Phật nhìn căn tánh của chúng sanh như thế nào, cơ duyên như thế nào, thì thuyết pháp môn trình độ nào cho họ. Ngày nay cái pháp môn này thì là đặc biệt. Cái pháp môn này là Đức Thế Tôn và tất cả chư Phật Như Lai sở thuyết trong vô lượng pháp môn. Đây là pháp môn đệ nhất. Cái pháp môn này thuyết cho ai? Là thuyết cho chúng sanh cơ hội thành thục. Phải chú ý chữ thục này là thành thục. Cái gì là cơ? Là cơ hội làm Phật. Cơ hội thành Phật đã thành thục. Bạn nghĩ xem, rất là hy hữu, rất là hiếm có. Tất cả kinh luận dạy cho bạn đời sau được thân người, không mất thân người, dạy cho bạn đời sau hạnh phúc hơn đời này, mỹ mãn hơn. Tại trong Phật Pháp gọi là Phật Pháp Nhân Thừa. Dạy bạn đời sau sanh lên thiên đường, hưởng thiên phước. Đây là Phật Pháp Thiên Thừa. Nếu bạn thông minh hơn, trí huệ càng cao, cơ duyên càng thắng, bạn không muốn ở trong lục đạo tạo luân hồi, thì Phật giảng pháp tứ đế cho bạn, giảng pháp 12 nhân duyên siêu việt lục đạo luân hồi.
Đây gọi là tiểu thừa và trung thừa. Càng có thể phát đại tâm, tự mình đã được giải thoát, ta còn muốn giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Phật dạy cho bạn pháp lục độ, đó là pháp Bồ Tát Đại Thừa. Tất cả những pháp đó đều không cứu cánh, đều không viên mãn. Chỉ có cái pháp môn này mới là viên mãn. Cái pháp môn này dạy cho bạn thành Phật, cho nên là pháp môn chí cao vô thượng. Phật làm sao mà không hoan hỷ? Dĩ nhiên là những chúng sanh này cũng không phải một ngày mà thành thục. Pháp thế xuất thế gian chẳng có chuyện ngẫu nhiên. Điều này quý vị nên biết. Phật tại trong bổn kinh, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ, bảo với chúng ta rằng cơ duyên của chúng ta thành thục là nhờ vô lượng kiếp huân tu đời đời kiếp kiếp. Đến đời này mới được thành thục. Nếu không phải nhiều đời nhiều kiếp huân tu thì không thể có cơ duyên này. Trong kinh nói được rất hay, cử ra một thí dụ, hoàng tử A Xà cùng với 500 vị đại trưởng giả là để bảo với chúng ta rằng họ nhóm người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị thử nghĩ, tính một vị Phật xuất thế là ba cái A Tăng kỳ kiếp, 400 ức Phật, bạn nghĩ xem thời gian bao lâu? Họ huân tu thời gian dài như thế mà cơ duyên của họ vẫn chưa thành thục. Họ nghe Phật giảng kinh rất cảm động, liền phát một cái tâm, tức là đã nổi dậy một cái ý niệm hy vọng tương lai mình thành Phật giống như A-di-đà Phật vậy. Động cái ý niệm này, nhưng họ không chịu phát tâm trong đời này cầu vãng sanh. Nếu trong đời này mà cầu vãng sanh thì cơ duyên đã thành thục. Tuy họ có khởi lên cái ý niệm này, nhưng họ vẫn không muốn đi đến cực lạc thế giới. Cơ duyên của họ chưa thành thục, chưa nghe thuộc bộ kinh này. Vậy thì phải huân tu, phải huân tập, phải trải qua vô lượng kiếp huân tập thì họ mới thành tựu. Do đây có thể biết, cơ duyên này mà thành thục thì Phật vô cùng hoan hỷ. Cũng như làm bậc cha mẹ, con cái của họ học từ lớp mẫu giáo đến tiểu học, trung học, đại học, nhìn thấy chúng nó học nghiên cứu sở đã lấy được bằng tiến sĩ thì trong tâm của cha mẹ vô cùng hoan hỷ. Nhưng phải mất thời gian rất dài để học tập mới có thành quả. Ngày nay chúng ta cũng là như vậy. Ngày nay cơ duyên của chúng ta đã đạt đến trình độ rất cao, tức là thiện căn phước đức nhân duyên của vô lượng kiếp lũy tích mà thành. Cho nên Phật nhìn thấy rất là hoan hỷ, tất cả chư Phật nhìn thấy cũng sanh lòng hoan hỷ. Ngài muốn giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta trong đời này viên mãn thành Phật. Vì vậy Ngài dạy cho chúng ta pháp môn thành Phật. Cái pháp môn này tức là Đại Pháp Tịnh Độ. Truyền dạy pháp môn này cho chúng ta, chúng ta tiếp nhận pháp môn này, đã nghe được pháp môn này mà bạn vẫn không muốn cầu vãng sanh,
vẫn không muốn niệm Phật, nghe được pháp môn này rất là tốt, rất là hay, mà vẫn không muốn phát tâm cầu sanh, đối với thế gian này hãy còn lưu luyến. Hay nói cách khác, trình độ của bạn nhiều nhất cũng chẳng qua là cùng với hoàng tử A Xà gần như nhau, đời này chẳng có phần, hãy còn tiếp tục tạo lục đạo luân hồi, hãy còn tiếp tục chịu khổ, đợi đến đời sau hoặc là kiếp sau, cơ duyên của bạn thành thục rồi, lại gặp được pháp môn này, thì bạn không còn hoài nghi, nhất tâm nhất ý muốn cầu vãng sanh. Cái ý niệm này vừa khởi lên thì cơ duyên đã thành thục. Cái ý niệm này nếu không khởi lên thì cơ duyên chưa thành thục. Những người cơ duyên thật sự đã thành thục, họ nhất định là vạn duyên buông xuống nhất tâm niệm Phật. Họ cùng với cái duyên của thế gian này đã đoạn tuyệt. Khi thế duyên đã đoạn tuyệt thì là nhất định được vãng sanh. Cái pháp môn này là cứu cánh giải thoát. Vừa rồi có nói bậc A-la-hán giải thoát không cứu cánh, Bích Chi Phật giải thoát cũng không cứu cánh, Bồ-Tát giải thoát cũng vẫn không cứu cánh. Vãng sanh tịnh độ bất thối thành Phật là thành cứu cánh viên mãn Phật, cho nên gọi là cứu cánh giải thoát, cùng với trên quả địa Như Lai hoàn toàn bình đẳng, không hai không khác. Cho nên cái cơ hội đã gặp được thì ngài làm sao mà không hoan hỷ, nay vì vui thuyết, tức là vô cùng hoan hỷ, vô cùng vui mừng Phật vì chúng ta nói ra pháp môn này. Đây là bổn hoài của Phật, thật là vô cùng khoan khoái. Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải vì chúng ta nói, trong yếu giải nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Chỗ này nói chúng sanh cơ hội thành thục, rốt cuộc là cơ hội gì không biết được, mà trong yếu giải nói cơ hội thành thục, ngài lại thêm hai chữ thành Phật, tức là thành thục thành Phật. Thêm vào hai chữ này rất hay, rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên chúng ta khuyên người niệm Phật, nếu người ta không tiếp nhận, không chịu tin, thì tôi thường nói đó là hiện tượng rất bình thường. Tại vì sao? Bạn hãy xem kỹ, họ có giống một vị Phật hay không? Họ không giống Phật, không giống Phật mà bảo họ làm Phật, điều này không thể được. Làm Phật không được miễn cưỡng, không thể miễn cưỡng. Họ vẫn phải tiếp tục, vẫn phải tiếp tục tu, không biết phải mất bao nhiêu kiếp nữa mới có thể đạt đến trình độ này, cho nên không thể miễn cưỡng. Đại sư Ngẫu Ích nói, bởi vì cơ hội thành Phật đã đến, cho nên Đức Thế Tôn phải vì chúng ta nói pháp khó tin này, giúp cho họ đạt đến cứu cánh giải thoát. Cho nên ngài rất vui mừng thuyết ra pháp môn này, thuyết được rất rõ ràng, rất minh bạch. Thứ ba là Đại Thừa, thứ tư là Vô Lượng Thọ, thứ năm là Trang Nghiêm. Ba câu này đều thuộc về tánh đức, đức năng của chân như bản tánh, cũng tức là tình hình thực tế y chánh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là như thế nào? Bảy chữ này là đem tình hình của Tây Phương Cực Lạc thế giới đều trình bày ra hết. Thứ nhất là Đại Thừa.
Đây là nói về tình hình thực tế của Đại Thừa. Tình hình thực tế của cõi này chúng ta là nhân đạo trong lục đạo. Nhân đạo trong lục đạo là tình hình thực tế xã hội hiện nay của chúng ta. Đây là tổng thuyết. Như đồng cư độ của chư Phật và phiên phương tiện độ của chư Phật, đó là tiểu thừa, là tình hình thực tế của tiểu thừa. Thật báo độ của chư Phật thì gọi là đại thừa. Cho nên đề ra hai chữ đại thừa thì cái ý nghĩa này rất rõ rệt, là thật báo trang nghiêm độ. Những người chúng ta là mang nghiệp vãng sanh, thường thường nói chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ là thân phận của nhân thiên. Tại sao là đại thừa? Tỉ mỉ đọc bộ kinh này thì sẽ hiểu rõ. Đọc 48 lời nguyện của A Di Đà Phật thì rất rõ ràng. Mang nghiệp vãng sanh, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là ở trong đại thừa thật báo độ. Là nguyên nhân gì? Là nhờ có oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Không phải công phu tu được của chính chúng ta, mà là Phật gia trì cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Sự lợi ích điều đã chiếm hết là bất khả tư nghị. Đây là trong mười phương chư Phật sát độ đều chẳng có. Đại thừa là hiển thị cõi nước cư ngụ của chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái trạng huống này là thuộc về thật báo độ. Tiếp theo là giải thích đại thừa danh tướng, mà không phải nói ý nghĩa của nó, là ý nghĩa của nó khi nãy tôi đã trình bày cho quý vị rồi. Hai chữ danh tướng này thuộc về Phật học thường thức. Chúng ta cũng nên biết đại thừa là tỷ dụ, thừa là nghĩa chuyên chở. Vào thời xưa thừa là chiếc xe, là cổ xe. Đại thừa tức là xe lớn. Vào thời xưa xe lớn là xe ngựa, xe nhỏ là xe dê và xe nai. Xe nhỏ là một người ngồi, do dê kéo hoặc nai kéo. Xe lớn là xe ngựa, có thể ngồi rất nhiều người. Dùng tỷ dụ của thời xưa thì không sánh bằng thời nay. Nếu dùng tỷ dụ cổ xe lớn của ngày nay thì như chiếc xe lửa. Chúng ta biết xe lửa là chuyên chở rất nhiều người. Vào thời xưa dùng xe trâu trắng lớn. Xe trâu trắng lớn tức là xe ngựa. Bổn kinh chỉ dạy cái tâm năng niệm vốn tự là Phật. Năng thừa là đại. Khởi tâm niệm Phật, niệm niệm làm Phật. Cho nên sở thừa là đại, cưỡng danh là đại thừa. Cưỡng là miễn cưỡng. Thật tại mà nói, cái danh có thể gọi không phải là danh thường. Tất cả danh từ thuật ngữ đều là Phật vì muốn phương tiện thuyết pháp lập ra mà thôi. Vì vậy, những nghĩa lý của danh tướng này khi chúng ta đã liễu giải thì không nên đi chấp trước. Chấp trước là sai lầm. Phật pháp không thể rời khỏi danh tướng, nhưng nhất định không thể chấp trước. Ở trong này có hai chữ rất quan trọng. Một là cái tâm năng niệm,
có hai nghĩa rất quan trọng. Một là cái tâm năng niệm, đây là bản thể của tâm. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Tâm là thể, nó khởi tác dụng tức là Phật. Ý nghĩa của chữ Phật này tức là giác ngộ. Giác ngộ là đã phiên dịch từ tiếng Ấn Độ. Tâm khởi tác dụng tức là giác ngộ, không chỗ nào mà không giác ngộ, giác mà không mê. Nói cái tâm này là chân tâm, chân tâm bản tánh khởi tác dụng tức là Phật. Nếu như đã mê mà khởi tác dụng thì không phải là Phật. Khi mê khởi tác dụng, đó thì là chúng sanh trong chính pháp giới. Khi mê, vì sao lại có nhiều sự phân biệt như vậy? Khi mê cũng có sâu cạn khác nhau. Mê được cạn là Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Mê được sâu là lục đạo phàm phu. Mê được càng sâu là địa ngục. Cho nên nguồn gốc hiện tượng của trong chính pháp giới tức là trình độ mê ngộ tự tánh không đồng, hoàn toàn là giác mà không mê thì gọi là Phật. Cho nên khi tự tánh khởi dụng, thể và dụng là một, không phải hai. Cho nên minh bạch cái đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, mới hiểu rõ thì ra tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Cho nên khởi tâm niệm Phật thì bổn kinh dạy cho chúng ta, lúc niệm Phật phải nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Di Đà thì bảo với chúng ta rằng nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong Viên Thông Chương dạy cho chúng ta là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tường kế. Những lời nói này tuy khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Quý vị thử nghĩ, tịnh niệm nhất mới là tịnh niệm, nhị thì là không tịnh, tịnh là thanh tịnh, nhị thì là không thanh tịnh. Cho nên bí quyết của niệm Phật và yếu lĩnh của niệm Phật tức là nhất tâm, hay nói cách khác là chuyên nhất, quyết định không xen tạp. Nếu có ý niệm thứ hai khởi lên thì là xen tạp, thì không gọi là nhất hướng, thì đã biến thành nhị hướng và tam hướng. Điều này không được, nhất định phải nhất hướng chuyên niệm. Nhất tức là nhất, tức là chân tâm. Nhị tức là vọng tâm. Chân tâm khởi dụng tức là Phật. Hiện nay nếu chúng ta dùng chân tâm để niệm A Di Đà Phật thì nhất định là thành Phật. Không những thành Phật và lại rất mau thì là thành Phật, chẳng có phiền phức nhiều như vậy. Cho nên trong kinh Di Đà nói hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc đến bảy ngày thì là thành công. Vì sao họ được thành công mau như vậy? Vì là bởi vì họ dùng chân tâm, họ không dùng vọng tâm. Nguyên lý là ở tại đây. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, biết được sự thật này, dĩ nhiên là không còn hoài nghi, đương nhiên là hoàn toàn khẳng định. Biết được cách niệm như thế nào, tức là phải nhất tâm xưng danh. Nhất tâm phải niệm như thế nào? Quý vị phải tỉ mỉ mà đọc kinh, phải thể hội. Trong kinh đã dạy phương pháp và lý luận.
thì trong cuộc sống hàng ngày thì bạn mới biết niệm. Mới không đến nỗi nảy sanh ra hiểu lầm. Hiện nay những người niệm Phật rất nhiều, những người biết niệm Phật thì ít. Thật tại mà nói, những người hiểu lầm thì là rất nhiều. Mấy ngày trước có mấy vị đồng tu đến bảo với tôi rằng, có phải là niệm Phật phải niệm suốt 24 tiếng không gián đoạn phải không? Tôi nói cái gì là không gián đoạn? Họ nói niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không gián đoạn có được hay không? Bạn có làm nổi hay không? Cho dù bạn làm nổi, cổ nhân nói bạn hét để cổ họng cũng luống công. Tịnh niệm tương kế giảng theo cách nào đây? Bốn chữ tịnh niệm tương kế, bạn hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ. Chẳng có nói xưng niệm tương kế. Xưng niệm là xưng Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây là xưng niệm, là chẳng có nói xưng niệm tương kế. Còn tịnh niệm tương kế thì khác. Tịnh niệm tức là nhất tâm, chẳng có vọng niệm. Cái tịnh niệm này mà có thể bảo trì, đó thì là thành Phật. Bất luận làm sự việc gì cũng chẳng có trở ngại. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Cho nên cổ Đại Đức nói cái phương pháp này là Đại Thừa của trong Đại Thừa, là Nhất Thừa của trong Nhất Thừa, là Liễu Nghĩa của trong Liễu Nghĩa. Làm gì có trở ngại. Là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trong tâm của chúng ta thật có Phật. Ngoại trừ Phật ra không có thứ nào khác. Cái niệm này gọi là tịnh niệm. Cái niệm này không trung đoạn. Đây tức là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Niệm Phật cùng với thiền khác nhau. Trong tịnh niệm của thiền không có Phật, trong tịnh niệm của chúng ta có A Di Đà Phật. Khác nhau thì tại chỗ này. Nhưng niệm Phật thành tựu thì cao hơn thuyền rất nhiều, rất nhiều. Ở phần trước đã có nói qua cho quý vị rồi. Tu thiền nếu được thành tựu là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cũng chẳng qua là đến ngôi vị của viên giáo sơ trụ hoặc nhị trụ. Muốn đạt đến cứu cánh Phật quả thì hãy còn rất xa. Điều này quý vị nên biết. Họ tu hành đó, như trong kinh Phật có nói, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tức là đối với những người này mà nói, không phải đối với người thường mà nói. Phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cái thứ nhất A Tăng kỳ kiếp, tu hoàn thành ba hiền tam hiền vị. Tam hiền vị là chỉ cho ai? Là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Không phải chỉ chúng ta. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Hay nói cách khác, từ ngày đó bắt đầu, nếu họ muốn thành Phật phải tu ba cái A Tăng kỳ kiếp thì họ mới có thể thành tựu. Cái mé bên ngoài chúng ta cũng không đạt tới. Phải đợi đến khi bạn đoạn một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, từ ngày đó bắt đầu tính. Nếu bạn chưa đạt tới trình độ này thì không tính. Bạn mới biết điều này quá khó. Quả thật là không dễ dàng. Một cái A Tăng kỳ kiếp tu hoàn thành tam hiền vị,
Cái thứ hai tăng kỳ kiếp từ sơ địa đến thất địa, tu hoàn thành bảy ngôi vị. Cái thứ ba tăng kỳ kiếp là tu hoàn thành bát địa, cửu địa, thập địa, đến pháp vân địa, hướng lên trên là đẳng giác. Thành Phật vẫn còn cách xa một đoạn đường. Càng về xa, đoạn đường càng dài, càng khó. Những sự thật này chúng ta cũng phải biết. Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn này thật là vi diệu tuyệt vời. Pháp môn này không cần đi vòng vèo quanh co. Ở khoảng giữa nó không có uốn khúc. Trực tiếp dạy cho chúng, dạy cho bạn nhất tâm xưng niệm, nhất hướng chuyên niệm. Phật dạy cho bạn tu cái phương pháp này. Khởi tâm niệm Phật, niệm niệm làm Phật. Dĩ nhiên là cảnh giới này rất cao. Hiện nay chúng ta làm không nổi. Hiện nay chúng ta rất muốn nhất tâm sinh niệm, nhưng trong lúc niệm Phật vọng tưởng rất nhiều. Có người bảo với tôi rằng lúc không niệm Phật thì không có vọng tưởng, hễ vừa niệm Phật thì vọng tưởng nổi lên. Thật ra lúc không niệm Phật vọng tưởng cũng rất nhiều, chẳng có phát hiện. Khi vừa niệm Phật thì mới phát hiện có rất nhiều vọng tưởng. Không phải là nói lúc không niệm Phật thì không có, chẳng phải là như vậy. Nên biết rằng lúc không niệm Phật mà không có vọng tưởng, lúc niệm Phật thì nhất định không có vọng tưởng. Nếu lúc niệm Phật mà có vọng tưởng là phát hiện. Đây là chúng tôi thường nói, đó là phiền não, là nghiệp chướng. Tạp niệm tức là nghiệp chướng, vọng tưởng phiền não tức là nghiệp chướng. Chúng ta nhất tâm lão thật niệm Phật, dùng cái phương pháp này để tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên lúc nghiệp chướng nổi lên không sợ. Cổ nhân có nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái gì là giác? A-di-đà Phật là giác. Chúng ta chỉ cần nhất tâm chuyên chú A-di-đà Phật, nhất tâm chuyên tưởng A-di-đà Phật. Nói đến chuyên chú, chuyên tưởng không chỉ là tưởng nhớ A-di-đà Phật. Nếu bạn có cách nghĩ này thì cái nghĩa này quá nhỏ hẹp. Bao gồm Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng A-di-đà Phật lúc đầu phát nguyện, A-di-đà Phật tu học, A-di-đà Phật thành tựu, A-di-đà Phật giúp đỡ tất cả chúng sanh. Vô lượng vô biên công đức, thường thường tưởng đến những điều này, cũng tức là nói thường thường tưởng đến chỗ nói trong kinh. Đây gọi là nhớ Phật. Cho nên nhớ Phật, niệm Phật phạm vi cũng rất lớn. Cũng không phải một câu danh hiệu hoặc là tướng mạo của một vị Phật, là không phải, phạm vi rất rộng. Cho nên đọc kinh nhất định phải thuộc. Nếu kinh không thuộc thì bạn làm sao biết quán tưởng? Thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung. Đọc kinh nhất định phải thuộc. Cái quán tưởng này phải tương ứng. Cái gì gọi là tương ứng? Cách nghĩ của bạn hoàn toàn như trong kinh đã nói thì là tương ứng. Nếu bạn nói pháp mà trong kinh chẳng có, đó thì không tương ứng, đó là vọng tưởng. Cách nghĩ đó đã sai lầm. Cho nên đọc kinh phải thuộc, ý nghĩa phải hiểu rõ. Trong tâm của bạn hoàn toàn là Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Đây gọi là nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật là quả báo. Đây tức là niệm niệm làm Phật. Cái duyên này rất thù thắng. Chính như Đại sư Thiện Đạo đã nói: chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới
phẩm vị khác biệt là ở tại gặp duyên không đồng. Có người gặp duyên rất thù thắng, ngày nay chúng ta nói vô cùng thù thắng. Tam kinh, ngũ kinh chúng ta cũng đọc qua, chúng ta cũng thảo luận qua. Nghĩa trong kinh rất rõ ràng, rất minh bạch. Sự quán tưởng của chúng ta cùng với nghĩa lý trong kinh hoàn toàn tương ứng. Đây tức là duyên thù thắng. Phẩm vị vãng sanh của bạn thì sẽ cao. Có số người trong một đời nghe người ta khuyên họ niệm A Di Đà Phật, chẳng có gặp được kinh điển, cũng chẳng có nghe được người ta thuyết pháp, nhưng họ rất chân thành. Hạng người này đáng quý, đáng được tôn kính. Họ chỉ niệm một A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, họ niệm suốt đời. Họ có để đứng mà vãng sanh hoặc ngồi mà vãng sanh. Những người như thế phẩm vị vãng sanh của họ thì thấp một tí. Nói đến phẩm vị cao thấp, quý vị nên biết hoàn toàn là nói tự phần, tức là tự khả năng của bạn, không nói sự giá trị của Phật, không luận sự giá trị của Phật. Nếu như luận sự giá trị của Phật thì tất cả đều bình đẳng. Phẩm vị cao cũng là bình đẳng, phẩm vị thấp thì kéo lên cho bình đẳng. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới quả thật là bình đẳng pháp giới. Đây là tất cả chư Phật đều xưng tán cõi Cực Lạc là bình đẳng pháp giới. Vì vậy phẩm vị của chúng ta cũng không nên tính toán. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta đều trở thành đẳng giác Bồ Tát. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thế giới của đẳng giác Bồ Tát. Khi chúng ta vừa sanh vừa vãng sanh thì được lên đến đẳng giác Bồ Tát. Bạn xem trong 48 lời nguyện có nói sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều làm A Di vị trí Bồ Tát. Đại sư Ngẫu Ích cũng nói cho chúng ta biết đều là viên chứng tam bảo thối. Chữ viên này tức là đẳng giác. Chỉ có đẳng giác thì họ mới viên mãn. Đẳng giác trở xuống không thể gọi là viên mãn. Cho nên viên chứng tam bảo thối tức là bảo với chúng ta rằng đều là đẳng giác Bồ Tát. Đây là khởi tâm niệm Phật, niệm niệm làm Phật, thật là công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Đây là hiển thị của Đại Thừa vô cùng thù thắng. Bạn nghĩ xem, chúng ta là nhân đạo ở trong lục đạo, sống trong cuộc sống quá khổ, lập tức thì có thể ra khỏi lục đạo, đạt đến cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát. Quá thật là bất khả tư nghị. Từ hạng phàm phu tu đến cảnh giới này phải đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, rồi phá một phẩm vô minh, sau đó còn phải trải qua tu ba đại tăng kỳ kiếp, phải trải qua những đoạn đường gian nan cực khổ như vậy. Còn chúng ta trong đời này chỉ mất thời gian rất ngắn thì đạt đến đẳng giác Bồ Tát. Cái cơ duyên này đã vượt hơn họ rất nhiều. Trong bài khai kinh kệ có nói trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp, nhưng pháp môn này còn khó gặp hơn, không dễ gì gặp được. Chúng ta trong đời này lại gặp được pháp môn này cũng như may mắn trúng được lô độc đắc. Nếu bạn không chắc chắn vãng sanh, đó là rất đáng tiếc. Bạn đã bỏ lỡ cơ hội này, thật là đáng tiếc. Cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội. Nắm lấy cơ hội là buông xả vạn duyên, thân tâm thế giới tất cả đều buông xả, thì chúng ta mới thật sự được thành tựu. Trong đời này có được thành tựu, trừ ra Đại Thừa thì không kể. Nói một cách tường tận, y báo và tránh báo của cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sự thù thắng đến chỗ cùng cực,
Chánh báo là những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại chúng ở cõi đó, người người đều là vô lượng thọ. Thật sự là vô lượng. Phật vì chúng ta giới thiệu tức là vô lượng. Tây Phương Cực Lạc thế giới, thứ thứ đều viên mãn, không có thứ nào khiếm khuyết. Tại vì sao? Vì nó là tánh đức viên mãn lưu lộ ra. Phật tại trong kinh rõ ràng bảo với chúng ta rằng, Tây Phương Cực Lạc thế giới là khai hóa hiển thị, là tự tánh viên mãn của A Di Đà Phật. Trong kinh nói là chân thật chi tế. Cái chân thật chi tế này lại sợ mọi người nghe không hiểu. Chân thật chi tế tức là tự tánh viên mãn, cũng là khai hóa hiển chân thật chi tế. Tây Phương Cực Lạc thế giới là từ tánh đức viên mãn lưu lộ ra, cho nên cõi cực lạc mọi thứ đều viên mãn. Từ chỗ này dùng vô lượng là đại biểu cho viên mãn. Mọi thứ đều viên mãn, thứ thứ đều vô lượng. Hay nói cách khác, thọ mạng của bạn vô lượng, trí huệ của bạn vô lượng, quang minh của bạn vô lượng, thần thông của bạn vô lượng, đức năng của bạn vô lượng. Cõi thế gian này, chúng ta những người ưa thích vàng bạc châu báu thì vàng bạc châu báu cũng vô lượng, thứ thứ đều vô lượng. Đây là thật đấy, một tí cũng không giả. Cho nên Phật không muốn rơm ra, đem hai cái vô lượng này để làm đại biểu, một cái là thọ, một cái là quang. Thọ là đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quang là đại biểu cho không gian, là quang minh biến chiếu. Hay nói cách khác, ở trong thời không đã bao gồm tất cả vô lượng. Một cái thời gian, một cái không gian đều đã bao gồm tất cả, cho nên nó là cứu cánh vô lượng, chân thật viên mãn. Chúng ta xem tiếp phần chú giải. Tiếng Phạn là A-di-đà. Ba chữ A-di-đà là mật ngữ, bao gồm vô lượng nghĩa. Nay dịch là vô lượng thọ, là giữ lấy một nghĩa chủ yếu. Bởi vì sở hữu tất cả là vô lượng, thọ mạng là đệ nhất. Giả như nói không có thọ mạng, cho dù bạn có vô lượng vàng bạc châu báu thì cũng như không. Cái đầu tiên phải có thọ mạng thì bạn mới hưởng thụ được tất cả vô lượng. Nếu bạn không có thọ mạng thì sở hữu tất cả vô lượng đều trống rỗng. Cho nên trong tất cả vô lượng, thọ mạng là đệ nhất. Đây là đặc biệt chỉ ra để giới thiệu mười phương tất cả chư Phật sát độ. Thật tại mà nói, thọ mạng đều là hữu lượng. Có dài thêm vẫn là hữu lượng. Như trong lục đạo của chúng ta, cõi trời cao nhất là phi tưởng, phi vi tưởng thiên. Thọ mạng tám vạn đại kiếp, tám vạn đại kiếp vẫn là hữu lượng. Tám vạn đại kiếp đã đến, vẫn phải đọa xuống, vẫn phải luân hồi, cho nên hữu lượng không phải cứu cánh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thật sự là vô lượng. Có số người nói rằng A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật cho đến nay mới được 10 kiếp. Tương lai sau khi A Di Đà Phật diệt độ thì Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật. Sau khi Quán Thế Âm Bồ Tát diệt độ thì Đại Thế Chí Bồ Tát thành Phật. Như vậy thì vô lượng thọ của họ vẫn là hữu lượng, chẳng qua là kéo dài mà thôi. Kéo dài chúng ta vô phương tính đếm. Cách nói đầy thật tại là nói không thông, là cách nói thiếu suy nghĩ, là cách nói thiếu suy nghĩ.
Tại vì sao? Vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thời gian rất ngắn thì đã thành Phật. Chúng ta ở trong buổi giảng có nói qua rất nhiều lần, không chỉ nói một lần. Chúng ta từ trong tam kinh tỉ mỉ mà quán sát ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, cho dù sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạ hạ phỏng vãng sanh, như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói 12 kiếp thì hoa nở thấy Phật. Hoa nở thấy Phật, nếu theo trên quả vị mà nói, khả năng của mình chứng được viền giáo sơ trụ, tức là phá một phẩm vô minh chứng một phần phát tâm, đây là hạ hạ phẩm vãng sanh. Đây là hạ hạ phẩm vãng sanh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần 12 kiếp thì hoa nở thấy Phật. Sau khi hoa nở thấy Phật, phá 41 phẩm vô minh phải mất thời gian bao lâu? Phải mất thời gian 2-3 kiếp mới phá hết thì họ mới thành Phật. Thọ mạng của thành Phật quả thật là vô lượng, đó không phải là vô lượng của hữu lượng. Đây là chúng ta phải hiểu rõ. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này có nói, Ngài nói có phải là thật hay không? Là chân thật. Đây là trong kinh nói A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới, Ngài tiếp độ những chúng sanh có duyên với Ngài, Ngài phải độ những chúng sanh đó cùng với Ngài có duyên, tất cả đều phải độ hết. Quán Thế Âm Bồ Tát đối với những chúng sanh pháp duyên đã thành thục, Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật thì độ hóa những chúng sanh đó. Đó là nói ứng hóa. Ứng hóa của A Di Đà Phật, ứng hóa cùng với chúng ta không có liên can. Chúng ta sanh đến cõi Cực Lạc sớm đã thành cứu cánh viên mãn Phật, điều này nên biết. Bởi vì những sự lý này thường khi không nắm được rõ ràng rồi thì tùy tiện mà nói, làm ảnh hưởng đạo tâm của những người sơ học. Nhất định phải nắm được rõ ràng, nhất định phải nắm được thấu triệt. Cho nên cái vô lượng này là chân thật vô lượng, tuyệt đối không phải người thông thường nói vô lượng của hữu lượng, là không phải. Tiếp theo phần dưới, cái đức hiệu này là thuyết minh nhân địa nguyện hành và quả địa Phật đức của Ngài Pháp Tạng. Y tránh chủ bạn của Cực Lạc, chỗ nói của bộ kinh này là sở nhiếp hết tất cả. Cho nên cái nghĩa của vô lượng thọ này thấu suốt toàn bộ cả đại kinh. Trong bộ kinh vô lượng thọ này nói đến tất cả vô lượng, nếu chúng ta tỉ mỉ mà quan sát đi thể hội thì mới biết được bộ kinh này thù thắng, sự thù thắng quả báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhân thù thắng, quả thù thắng. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên niệm Phật thì thành Phật. Trang nghiêm là nghiêng nặng về y báo mà nói, vô lượng thọ là chánh báo, trang nghiêm là y báo. Y báo tức là hoàn cảnh tu học sinh hoạt ở cõi Cực Lạc. Quả thật là chân thiện mỹ huệ. Nói đến y báo ở cõi thế gian này của chúng ta chỉ là tới chân thiện mỹ, tuyệt đối chẳng có huệ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới không những là chân thiện mỹ mà là có huệ. Tại vì sao? Vì có lục trần thuyết pháp, có thể tùy theo ý muốn của tất cả chúng sanh. Cây cối cũng thuyết pháp, gió thổi cũng thuyết pháp, nước chảy cũng thuyết pháp, bạn tiếp xúc đến mọi thứ đều thuyết pháp. Cho nên ở trong chân thiện mỹ là có huệ. Tại vì sao?
Vì nay chúng ta mới hiểu được rõ ràng, thì ra cực lạc thế giới là A-di-đà Phật biến hóa làm ra. Cho nên sở hữu tất cả y báo đều là hóa thân của A-di-đà Phật. Không những chư Phật trong cõi cực lạc là thân tướng của A-di-đà Phật, mà là tất cả vạn vật đều là hóa thân của A-di-đà Phật. Cho nên tất cả pháp trong cõi cực lạc đều có đầy đủ trí huệ cứu cánh viên mãn. Trong kinh nói, nhất hướng truyền chú trang nghiêm diệu độ. Đây là từ trên nhân mà nói. Trang nghiêm chúng hành, câu này là nói trên sự tu trì của A Di Đà Phật. Hai câu này có thể nói là một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở trong cuộc sống hàng ngày hiện ra viên mãn. Ở trong tất cả kinh điển, bất luận là lý, bất luận là sự, nói được viên mãn nhất và thấu triệt nhất là kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này của chúng ta là trung bản Hoa Nghiêm. Cổ nhân nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Cho nên hai bộ kinh này cùng với Hoa Nghiêm là cùng một phẩm vị. Khởi tâm động niệm, tất cả ngôn ngữ tạo tác đều là trang nghiêm vô thượng của chư Phật Bồ Tát. Đây đều là trong kinh sở thuyết, tôi đã thành tựu tất cả hạnh nguyện thanh tịnh trang nghiêm của Phật. Đây là lời của Tỳ Kheo Pháp Tạng thưa với thầy của ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ngài trình bày, ngài xây dựng cõi tịnh độ, cũng tức là xây dựng đạo tràng. Ngoài đạo tràng này là cống hiến cho tất cả chúng sanh có duyên trong tận hư không biến pháp giới đến đây để thành Phật. Những chúng sanh có duyên, phần phía trên đã có nói, là những chúng sanh có cơ duyên thành thục thành Phật, tiếp dẫn họ đến cõi cực lạc để thành Phật. Cực lạc thế giới vô lượng công đức, đầy đủ trang nghiêm. Ba câu này là tán thán tất cả. Đây là hiển thị sự sửa vô ngại pháp giới viên minh đầy đủ tánh đức. Viên là viên mãn, minh là quang minh, tánh đức hoàn toàn hiển lộ. Cho nên phần trước nói Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, bảy chữ này đã đem quả báo y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới vì chúng ta nói ra. Đây là điều chúng ta mong cầu. Mong cầu được cái quả, có quả thì có nhân. Nếu không tu nhân thì làm sao được quả báo? Phần dưới sẽ nói đến nhân hành là thuộc về tu đức. Chúng ta phải y theo mà tu học mới có thể đạt đến quả báo của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, cũng tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất thối thành Phật. Phần dưới là nói về tu đức, tức là thanh tịnh bình đẳng giác. Nói về năm chữ này, chúng ta dùng phương pháp gì để tu?
là dùng phương pháp niệm Phật để tu. Dùng phương pháp gì để niệm? Là dùng phương pháp trì danh niệm Phật. Đại bộ phận niệm Phật có quán tưởng, có quán tưởng, có quán tướng, có trì danh. Kinh Vô Lượng Thọ cùng với tiểu bản kinh A Di Đà đều là chủ trương trì danh niệm Phật. Trong bốn loại niệm Phật, trì danh là phương tiện nhất. Còn ba loại niệm Phật kia cũng không dễ lắm. Thế nhưng trì danh cũng phải niệm đến thanh tịnh bình đẳng giác. Bất luận là bạn quán tưởng cũng được, quán tượng cũng được, thật tướng cũng được, trì danh cũng được. Nói tóm lại một câu, công phu của niệm Phật tức là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu như đạt không tới cảnh giới này thì trong đời này không thể vãng sanh, vẫn còn thuộc về huân tu. Chúng ta trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp cũng đang huân tập. Hay nói cách khác, chúng ta niệm Phật chưa niệm đến tâm thanh tịnh. Nếu niệm đến tâm thanh tịnh thì nhất định được vãng sanh. Vì sao trong đời quá khứ niệm Phật không được vãng sanh? Vì tâm không thanh tịnh. Cho nên trong đời này phải chú ý, nếu thật sự muốn vãng sanh nhất định phải tâm thanh tịnh. Tâm như thế nào mới được thanh tịnh? Phải buông xả. Không buông xả thì tâm không thanh tịnh. Hồi năm kia vào dịp Tết, có một vị lão cư sĩ đến thăm tôi. Tôi cũng không biết hiện nay ông ta còn tại thế hay không. Ông nói với tôi rằng: thưa Pháp Sư, tôi niệm Phật đã niệm hết 3 năm mà công phu không đắc lực, vọng tưởng vẫn còn rất nhiều, phải làm sao đây? Tôi nói: ông phải buông xả. Ông ta liền suy nghĩ và nói: đúng, cái gì tôi cũng buông xả được, chỉ có đứa cháu thì không thể buông xả, đó thì là không được vãng sanh. Cho nên tôi bảo ông ta phải suy nghĩ cho kỹ, vãng sanh quan trọng hay là đứa cháu quan trọng? Nếu đã suy nghĩ thông rồi, vãng sanh quan trọng hơn đứa cháu, thì ông phải buông xả đứa cháu. Cho nên tôi bèn dạy ông ta, tôi nói: ông đem đứa cháu đổi thành A-di-đà Phật thì ông được vãng sanh, vấn đề của ông thì được giải quyết. Cho nên phải buông xả vạn duyên, sau đó tâm của ông mới được thanh tịnh. Cõi thế gian này đều là giả, tất cả sự vật đều là giả, không nên chấp trước, cũng không nên tham trước, cả thể đều buông xả. Thậm chí kể cả cái thân này cũng phải buông xả. Thân thể khỏe mạnh phải cố gắng niệm Phật, thân thể có bệnh càng phải cố gắng niệm Phật. Không cần đi trị bệnh. Trị bệnh để làm cái gì? Vẫn không buông xả, vẫn còn tham luyến cái thân thể này, vẫn còn muốn sống thêm vài ngày. Sống thêm vài ngày để làm gì? Vì chịu tội chưa hết, vẫn phải sống thêm vài ngày chịu tội. Đây là hồ đồ. Đây thật là mê hoặc điên đảo. Chúng ta hãy xem ba cái cương lĩnh tu dân: thanh tịnh, thân khẩu ý tam nghiệp thì gọi là lìa tất cả ác hành phiền não cấu nhiễm, xa lìa tất cả ác nghiệp, xa lìa tất cả phiền não, xa lìa tất cả ô nhiễm, thì tâm của bạn đã được thanh tịnh. Ba câu này ý nghĩa của nó cạn sâu không đồng. Cái to nhất tức là ác hành tạo tác ác nghiệp. Cái tướng này to nhất, phiền não trong tâm thì so ra nhỏ. Cho nên to cũng phải đoạn, nhỏ cũng phải đoạn, càng nhỏ hơn là vọng niệm, tức là cấu nhiễm, đó là vọng niệm. Tất cả đều phải buông xả, cả thể đều phải
xa lìa, dùng phương pháp gì để tu? Dùng niệm Phật. Cho nên nếu vọng niệm khởi lên nổi dậy thì lập tức niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đem nó đè xuống. Đây là công phu. Niệm lâu rồi, vọng tưởng phiền não tự nhiên không khởi hiện hành. Vọng tâm vừa nổi lên, vừa động niệm tức thì niệm A Di Đà Phật. Đây gọi là công phu đã đắc lực, gọi là công phu thành phiếm. Chỉ cần tới công phu thành phiếm thì được vãng sanh. Đây là nói rõ vãng sanh không khó. Công phu được như vậy, chúng ta mỗi một người cũng có thể làm nổi. Nếu không chịu làm thì chẳng có cách nào. Không chịu làm tức là không buông xả thế duyên. Xin thưa với quý vị, không những thế duyên phải buông xả, Phật duyên cũng phải buông xả. Chúng ta tại trong Phật môn làm việc tốt, giúp đỡ chúng sanh, hoằng dương Phật Pháp. Quý vị nên biết, nếu quý vị tham trước làm việc thiện thì không thể vãng sanh, chẳng có hy vọng. Những công đức này đều sẽ trở thành phước báo của thế của đời sau. Thật là oan uổng. Cho nên công việc hoằng pháp lợi sanh cũng là tùy duyên, không nên phan duyên. Có duyên thì nên làm, không có duyên thì tuyệt đối không nên đi tìm. Ta phải nhất định làm như vậy thì là hư rồi, thì là sai rồi. Tại vì sao? Vì tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không được vãng sanh. Điều này thật là quan trọng. Rất nhiều người niệm Phật không được vãng sanh. Người ta thường nói người niệm Phật thì nhiều, những người vãng sanh thì ít. Nguyên nhân ở tại đâu? Vì họ không biết được cái đạo lý này. Nghĩ rằng càng làm nhiều công đức thì có thể vãng sanh. Đó là sai rồi. Trên thực tế họ làm việc đó không phải là công đức, họ làm việc đó là phước đức. Công đức, công là công phu, tâm thanh tịnh là công phu, tâm bình đẳng là công phu, thì nhất định được vãng sanh. Giới định huệ là công phu, là thuộc về công đức. Hoằng dương, hoằng pháp lợi sanh là làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện, đó là phước đức. Sanh tử việc lớn, lục đạo luân hồi, phước không thể cứu. Xưa kia đại sư Lục Tổ Huệ Năng có nói phước không thể cứu. Trong kinh nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh, nói rõ tất cả là một, một là tất cả. Chữ một này tức là A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều là một câu A Di Đà Phật này. Xưng danh niệm Phật như vậy, dùng phương pháp này niệm tới tâm thanh tịnh, đoạn trừ vọng tưởng, đoạn trừ phiền não, đoạn trừ tạp khí, thì khôi phục lại tâm thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh thì nhất định bình đẳng. Tâm bình đẳng thì không có phân biệt. Tâm thanh tịnh thì không có chấp trước. Có chấp trước thì không thanh tịnh. Có phân biệt thì không bình đẳng. Không phân biệt, điều này rất khó làm, rất là khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ tạp khí của bạn quá sâu. Khó ở chỗ mê hoặc của bạn quá nặng. Cho nên chúng ta là người niệm Phật nhất định phải có một nhận xét rất rõ ràng. Chúng ta đến cõi nhân gian này là đi du lịch, là khách du lịch. Cõi này không phải quê hương của chúng ta. Hoàn cảnh sự việc của cõi này tốt cũng được, không tốt cũng được, cùng với ta cả thảy không có liên can. Ta không phân biệt, không chấp trước, không liên can. Còn chỉ còn vài ngày nữa thì ta trở về quê hương cực lạc thế giới.
Nếu bạn thường thường quán như vậy thì tâm của bạn thanh tịnh, thì dễ đạt đến tâm bình đẳng. Nếu bạn ở cõi này, cõi nhân gian này, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều quan tâm đến, thì bạn làm gì có thì giờ nghĩ đến cực lạc thế giới? Bạn không còn nghĩ đến thoát ly luân hồi, không còn nghĩ chuyện này nữa. Cho nên phải dứt khoát cõi nhân gian này, không cần muốn biết đến. Gặp được thì có thể biết, gặp được là tùy duyên, tuyệt đối không cố ý đi nghe ngóng. Tuyệt đối ta không muốn biết chuyện gì. Nếu ta muốn biết thì là sai rồi. Những người học Phật, ta muốn tâm thanh tịnh, ta muốn tâm bình đẳng. Trong kinh nói bình đẳng gọi là chân như, bình đẳng là chân tâm. Nhân hành của thập pháp giới, Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ, tâm bình đẳng là tâm Phật. Đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả vạn vật, không khởi tâm phân biệt, không còn phân biệt thì dĩ nhiên là không còn chấp trước. Không còn khởi tâm phân biệt thì vạn pháp bình đẳng, đạt đến bình đẳng tức là bất nhị pháp môn. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói bất nhị pháp môn. Cái gì gọi là bất nhị pháp môn? Bình đẳng tức là bất nhị pháp môn. Nhị là không bình đẳng, bất nhị là bình đẳng. Bất nhị là nhất, cho nên là nhất tâm. Nhất pháp giới là nhất chân pháp giới. Tâm cảnh nhất như. Tâm và cảnh hợp thành một. Tâm tức là cảnh, cảnh tức là tâm. Tâm là một, cảnh cũng là một. Đề kinh này là bình đẳng giác, có bốn ý nghĩa. Đây là cổ đức vì chúng ta nói ra. Bình đẳng giác có ít nhất bốn ý nghĩa. Bốn ý nghĩa này rất hay. Thứ nhất là bình đẳng phổ giác tất cả chúng sanh, tức tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật pháp môn. Đây là chuyên chỉ cho bộ kinh này, chuyên chỉ cho một pháp môn này. Cái pháp môn này đích thật là dạy cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Thật tại mà nói, trong tất cả những kinh luận khác nói thành Phật tuyệt đối không thể bình đẳng. Pháp môn này bình đẳng thành Phật gọi là năng tính chi pháp, chư Bồ Tát cũng không tin. Trong kinh Kim Cang có nói chư Phật, chư Phật đó không bình đẳng. Cư sĩ Giang Bị Nông tại trong kinh Kim Cang giảng nghĩa bảo với chúng ta rằng chư Phật là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho viên giáo sơ trụ Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát, 41 vị pháp thân đại sĩ. Đây là 41 vị Phật. Tông Thiên Thai nói là phân chính tức Phật. Họ là phân chính Phật, 41 giai cấp không bình đẳng. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Vì là nguyện lực gia trì của A Di Đà Phật là bình đẳng. Nếu không phải bình đẳng thành Phật thì A Di Đà Phật ngài chưa thành Phật, bởi vì ngài đã phát 48 lời nguyện. Ngày nay A Di Đà Phật đã thành Phật, những lời nguyện của ngài đã thực hiện được, cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mọi người cùng với A Di Đà Phật đều bình đẳng, đều bình đẳng thành Phật. Cho nên điều này là cứu cánh giải thoát. Vô cùng thù thắng. Thứ hai là lấy bình đẳng pháp giác ngộ chúng sanh. Cái bình đẳng pháp này tức là kinh vô lượng thọ, cũng tức là chấp trì danh hiệu. Cầu phía trước là từ trên quả mà nói, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng thành Phật. Câu này là từ trên nhân mà nói, đẳng giác Bồ Tát. Nếu muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng phải, cũng là tính nguyện trì danh. Chúng ta là hạng phàm phu,
hạng phẩm phu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là tín nguyện trì danh. Những phương diện khác chúng ta cùng với đẳng giác Bồ Tát hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng ta tu nhân là hoàn toàn tương đồng, đều cùng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhân đồng, quả cũng đồng, cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo đều tương đồng. Cho nên đây là pháp bình đẳng. Chính pháp giới chúng sanh cả thảy đều là dùng tín nguyện trì danh, đều là nhân đồng. Thứ ba là bình đẳng giác, chỉ cho Như Lai chứng chánh giác. Cái ý nghĩa này của bình đẳng giác trên thực tế tức là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng tức là chúng tôi thường nói vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là bình đẳng giác. Cho nên nó cũng là cùng một ý nghĩa. Đây là Phật sở chứng. Thứ tư là chuyên nói bổn kinh. Bình đẳng giác tức là thánh hiệu giáo chủ của cõi Cực Lạc. Cho nên bình đẳng giác cũng là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Chúng ta đọc trong kinh này đích thật là thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật dùng bình đẳng giác để xưng A Di Đà Phật. Ngài hỏi Tôn giả A Nan, ông có muốn thấy bình đẳng giác không? Tức là có muốn thấy A Di Đà Phật không? Tôn giả A Nan dĩ nhiên là rất muốn thấy được A Di Đà Phật. Đức Phật bèn bảo A Nan nên nhất tâm xưng niệm hướng về phía tây đảnh lễ. Ngài A Nan chắp tay đảnh lễ thì liền thấy A Di Đà Phật hiện ra, cho thấy danh hiệu của A Di Đà Phật cũng gọi là bình đẳng giác. Đây tức là trong bổn kinh có nói thánh hiệu của A Di Đà Phật. Chữ kinh này có bốn ý nghĩa, chúng tôi xin đơn giản đọc ra thì được rồi. Kinh nghĩa là khế kinh, một là khế lý, hai là khế cơ, đầy đủ quán nhiếp thường pháp bốn nghĩa. Quán là thông suốt nghĩa lý, nhiếp là nhiếp thọ giáo hóa chúng sanh, thường là từ xưa đến nay không thay đổi. Pháp là xa gần đều phải tuân theo. Gần tức là hiện nay, xa tức là quá khứ và vị lai. Phàm là muốn học Phật, muốn ở trong Phật Pháp có được thành tựu, nhất định phải tuân theo cái pháp tắc này. Phần dưới là đoạn thứ 3 nói về lập đề. Đây cũng là Phật học thường thức. Đề kinh của kinh Phật có quy củ nhất định, không phải là tùy tưởng mà lập ra. Cho nên nó có 7 loại phương thức. 7 loại này tức là nhân pháp tỷ dụ, hoặc là đơn độc, hoặc là trùng phục, hoặc là cải thể điều cũ túc. Trong 7 loại phương thức này, đề kinh này của chúng ta là cũ túc lập đề, tức là nhân pháp cũ, cả thể đều có. Phật là quả nhân của cõi này. Vô lượng thọ là quả nhân của cõi Tây Phương. Vô lượng thọ là A-di-đà Phật, là người Tây Phương Cực Lạc thế giới đã chứng quả. Cho nên đây là người. Trong đề kinh có người tức là nhân. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là pháp. Đại thừa là tỷ dụ. Cho nên nhân pháp dụ đều cụ túc. Trong các kinh đều có đủ giáo hành lý. Trong tất cả kinh điển đều bao gồm ý nghĩa này. Nếu không đầy đủ những ý nghĩa này thì không thể gọi là kinh Phật. Cho nên kinh Phật nhất định phải đầy đủ giáo hành lý, phải có đủ ba ý nghĩa này. Bổn lý lập giáo. Bổn tức là căn cứ theo lý luận thành lập giáo học. Giáo là giáo học. Y giáo tu hành, lại theo giáo học để tu hành, tu chỉnh hành vi sai lầm của mình. Từ trong hành vi hiển thị ra chân lý. Cho nên nhất định phải hiểu rõ đề kinh giáo hành lý viên mãn cụ túc. Tức là trong đề kinh này phải đem những ý nghĩa này đầy đủ
vì chúng ta chỉ thị ra. Phật thuyết Đại Thừa là giáo, y theo lý thể của Vô Lượng Thọ, tuyên thuyết Đại Kinh cho chúng sanh bổn cụ. Đây là căn cứ theo chân như bản tánh, lý thể của Vô Lượng Thọ, tức là chân như bản tánh, tức là trong bổn kinh có nói là chân thật chi tế, cho thấy Phật thuyết kinh là có căn cứ, không phải tùy tiện mà nói, là từ trong chân tư chân như bản tánh lưu lộ ra, và lại hiển thị ra cứu cánh viên mãn. Vì chúng ta tuyên thuyết bộ Đại Kinh này, trong đoạn này có bốn chữ phải đặc biệt chú ý là chúng sanh bổn cụ. Sở thuyết không phải bên ngoài, là trong tự tánh của chúng ta vốn tự đầy đủ, cũng tức là trong Tịnh Tông thường nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm là trong chân như bản tánh của chúng ta biến hiện ra, không phải từ bên ngoài. Bốn chữ này rất quan trọng. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là hành, đây là cương lĩnh của tu hành, là mục tiêu của tu hành. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cương lĩnh này, hầu đạt đến mục tiêu này. Một câu Di Đà: trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm, đây mới gọi là chân chánh tu hành. Nếu như niệm câu A Di Đà Phật này, mong cầu Phật bên ngoài đến giúp đỡ ta, giúp ta tiêu trừ nghiệp trước, vậy thì sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Mấy ngày này có một người niệm Phật, ông ta nói nghiệp chướng của ông rất nặng, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật sao không đến, sao không thấy Phật đến giúp ông ta? Ông ta cảm thấy rất khổ. Ông ta nói với tôi: niệm Phật không linh, Phật không linh. Tâm của ông ta đã hướng ngoại cầu pháp, ông ta đã trở thành ngoại đạo rồi. Niệm Phật như thế, niệm Phật như thế nào mới là linh? Nên biết rằng câu niệm Phật này tự mình phải niệm đến tâm thanh tịnh thì mới có cảm ứng. Tâm Phật thanh tịnh, tâm của mình cũng phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cùng với tâm thanh tịnh thì có cảm ứng. Tâm Phật thanh tịnh, tâm của mình nổi dậy phiền não mà nóng nảy đi cầu Phật, tại sao Phật không đến? Ta thật là quá khổ, tại sao không đến giúp ta? Như vậy thì hỏng hết, thì làm sao thấy được, thì làm sao được cảm ứng? Đây là hoàn toàn đã hiểu sai ý nghĩa, đã dụng công sai lầm. Vô Lượng Thọ là lý, khi nãy có nói đây là tánh đức khởi dụng, biểu tam tế nhất dư. Tam tế từ trên thời gian mà nói là quá khứ, hiện tại, vị lai, bản thể pháp thân của Niết Bàn thường trụ, cũng tích Phật tánh của chúng sanh vốn tự đầy đủ. Bổn tâm của tâm này là Phật, gọi là thật tế lý thể. Đây tức là trong kinh nói là chân thật chi tế lý, thì chúng ta đã hiểu rồi, thì tâm của chúng ta đã định. Cho nên tục ngữ thường nói lý đắc thì tâm an. An vì sao? Tâm vì sao an? Vì lý đã hiểu, tâm của họ đã định, tâm của họ không động, không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, trong tâm thật sự làm chủ được, thì sự tu hành của họ nhất định là được thành công. Cho nên đề kinh hợp với tam giác, Vô Lượng Thọ Phật là ngã bản giác, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, để trang nghiêm tự tâm, gọi là thủy giác. Thủy giác hợp bản giác, thẳng tới cứu cánh giác, tức là trong đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là từ tam giác mà nói, thật ra ý nghĩa của bên trong là vô lượng vô biên,
Cũng có thể nói bình đẳng giác là ngã bản giác. Khởi tâm niệm Phật để tự trang nghiêm, gọi là thủy giác. Thủy bản không rời, thẳng tới giác lộ, đốn nhập tịch quang, chứng vô lượng thọ. Như vậy thì bình đẳng giác là nhân tâm của ta, vô lượng thọ là bản giác của ta. Diệu nghĩa mở rộng ra vô tận, như trong đề kinh này. Cho nên nói, nghe được danh tự của đề kinh thì được vô lượng công đức, cũng là cái ý nghĩa này. Chúng tôi từ chỗ cạn cợt nhất mà nói, tam học, tam bảo, chúng ta vừa nhập môn là quy tam bảo. Trong cái đề kinh này có đầy đủ tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo, đã đầy đủ tam bảo. Chúng ta quy y tam bảo mới là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Tam bảo là thanh tịnh, bình đẳng, giác, tức là Phật pháp tăng. Tam học là giới định huệ. Giới là thanh tịnh, định là bình đẳng, huệ tức là giác. Cho nên bạn xem, trong đề kinh này đã có đủ tam bảo, tam học, tam huệ, thứ thứ đều đầy đủ, thì mới thấy được bộ kinh này viên mãn. Trong mật tông có đại, có pháp đại viên mãn, bộ kinh này còn viên mãn hơn mật tông đại viên mãn. Tiếp theo là chánh thức giải thích kinh văn. Trong kinh văn thì chia ra ba phần: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Ba phẩm phía trước là phần tựa, thông tựa và biệt tựa. Từ phẩm thứ tư đến phẩm 39 là phần chánh tông. Sáu phẩm phía sau là phần lưu thông. Lần này chúng tôi từ Tân Gia Ba trở về, đem cái đề kinh này giảng lại một lần. Giảng lần này cũng rất là tường tận, có thể họp lại cùng với xưa kia đã giảng mà xem. Bởi vì xưa kia đã giảng nhưng có rất nhiều chỗ không có giảng, ngày nay giảng thêm rất nhiều nghĩa mới. Trước kia giảng về đề kinh không có giảng được tường tận, cho nên làm bản hội tập rất là quan trọng, rất là cần yếu. Mỗi lần giảng bản hội tập này, mọi người cũng nên nghe, thì càng thâm nhập nghĩa lý bên trong. Quý vị nên nghe nhiều lần và tham khảo thêm, mới có thể hiểu rõ thấu triệt nghĩa lý trong kinh này, giúp cho chúng ta tin sâu không hoài nghi, phát ra nguyện vọng tha thiết, một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mãn đại nguyện của Phật độ chúng sanh, cũng giải quyết được những vấn đề của chúng ta từ vô thủy cho đến ngày nay. Trong đời này thì được giải quyết xong. Hôm nay chúng tôi đã giảng xong phần viền nghĩa thì là viên mãn. Cảm ơn quý vị.